Xin chào các bạn, hôm nay mời mọi người cùng đi gác thi với vui nha. Môn hòa tấu và thực hành biểu diễn do lớp trung cấp biểu diễn nhạc cụ truyền thống K22 của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Đó, vô sớm làm gì thì tụi mình sẽ chuẩn bị phòng ốc thi cho lịch sự. Ví dụ như vui là sẽ vẽ bảng để đầy đủ thông tin cho các bạn thi. Điểm danh nè, lấy chữ ký để xác nhận là các bạn đã thi đủ nè. Ui, ban giám khảo vào rồi. Các bạn đang thể hiện Lưu Thủy, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hổ. Đây là những bài nhạc lễ dùng trong Nhã nhạc Huế. Với ý nghĩa như là một lời chúc tụng cho cái buổi lễ đó được diễn ra thành công, tốt đẹp và trôi chảy như nước, như những gì tốt đẹp chứ. Vừa hết bài này là các bạn phải đổi vai liền để mà chuẩn bị cho bài tiếp theo. Đây là bài Đất Phương Nam, nhạc của Lưu Nhất Vũ. Xong rồi, đổi vai tiếp theo thôi. Mọi người đang nghe là liên khúc các bài lý, có Lý Ngựa Ô Huế và Lý Ngựa Ô Nam Bộ, với ý nghĩa như một lời chúc tụng là mã đáo thành công. Thank you.
xong rồi lên dĩa. Đó, một ngày đi gác thi là như vậy đó. Cảm ơn các bạn đã coi đến đây nha.